Messi đang có hẹn với chị này của các ngươi. Vậy à, mấy ông đi sau thôi. Chị đã tới. Chào cô. Chào ngài. Tài liệu mà tôi cần, ngài đã chuẩn bị xong chưa? Tất cả tôi đã chuẩn bị xong hết rồi đây. Tất cả các công trình nghiên cứu của tôi đều đã nằm hết trong chiếc thẻ nhớ này. Cảm ơn ông. Mày, đưa ông ấy về. Dạ. Chào ba. Thôi, về đội. Ngài chết rồi. Vậy là chúng ta đã chậm hơn bọn Alibaba một bước rồi. Đi thôi. Chính các người đã giết ngài tiến sĩ phải không? Tại sao tôi lại biết được điều đấy? Em cũng không biết được. Em đã có sạch mọi dấu vết ở hiện trường rồi mà. Đằng nào thì nó cũng biết chuyện rồi. Chúng mày còn chờ gì nữa? Giết nó đi! Chiếc thẻ nhớ này chứa gì vậy chị? Trong này là toàn bộ những công trình nghiên cứu về vũ khí hạt nhân của tên tiến sĩ. Vậy chị muốn làm gì với nó? Ta sẽ dùng nó để chế tạo ra những vũ khí hủy diệt. Và ta sẽ là bá chủ của thế giới. Không được, mình không thể để cho bọn chúng làm như vậy được. Ồ, hãy mau giao chiếc thẻ nhớ cho tôi. Chiếc thẻ nhớ này, có chết ta cũng không để nó rơi vào tay người khác đâu. Giết nó. Chị hãy đưa đi để xử nó. Cô giỏi lắm. Ừ, hãy mang tôi chiếc thẻ nhớ cho tôi. Được rồi, cô hãy lùi lại đi. Hãy đưa đây. We'll be right back.
nhớ ra rồi. Đây, nó lên rồi. Cậu làm tốt lắm. Thôi, để tôi đưa cậu lên bệnh viện. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sức mạnh bắt mắt. Ngươi nghĩ Superman nó sợ mày chắc? Ngông cuồng, xem sức mạnh của mày. Em nghe đây sếp. Superman và Batman đã gây chiến với nhau, cô em mau để nó đi. Rõ. Em đi được. Em đi. Có chuyện đấy thật sao? Được rồi, tôi sẽ đến đây ngay. Xem trường tiếp đi. Mày cứ giỏi, mày lên đi. Mày lên tao lại lùi. Mày lên tao cũng lùi. Mày lên. Mày tiến à, mày tiến, tao cũng tiến. Tao lại lùi. Tao cũng lùi. Ra zombie. Nhưng mà ra zombie để làm gì ạ? Ra zombie tiêu diệt thế giới này. Tiêu diệt thế giới. Nhưng mà tiêu diệt thế giới để làm gì ạ? Tiêu diệt thế giới tại thành bá chủ. Nhưng bá chủ để làm gì ạ? Hỏi nhiều quá, bắn đi. Tốt lắm. Bây giờ chỉ cần chờ đợi thôi. Chờ đợi điều gì ạ? Chờ đợi giây phút ta thành bá chủ thế giới này. Thế gì ạ? Em sẽ là phó bá chủ thế giới này. Không đúng ạ. Đúng. Người ở đây đi. Ta đi có việc. Tôi nói kèn đi biết này, vừa nãy hôm đấy cậu tôi phá thằng ban bàn vỡ mồm. Thôi kệ lắm đấy. Zombie.
sao zombie lại xuất hiện ở đây chứ? Đi dễ bọn chúng. Sao lại có quái vật ở đây chứ? Bé lên lớn, nó gặp rất nhiều quái vật, nhưng chưa có con nào. Thôi con này. Batman, tiêu diệt nó. Superman, bọn chúng đông quá. Để tôi. Zombie trước. Tôi phải đi điều tra mới được. Tôi đi trước đây. Ừ, con đi đi. Cha đây. Cô ấy đi cẩn thận. Chị
nhiều một tí mà đã dỗi rồi. Này còn nào kia ăn vạ nữa kìa. Lên trên ra. Ai làm gì mà ăn ăn vạ ghê thế? Chạy đi. Dương Nhân, cậu đâu cái trò gì vậy? Chỉ một tí thôi mà tính đánh thật à? Bắt nhau đi. Nữa. Ta sẽ tiêu diệt hết các ngươi. Như này mãi không phải là cách đâu. Ta phải cản cô ta lại. Để được thôi. Ta đưa cậu ấy về chị Thương thôi. Chưa xong đâu. Có gì vậy chứ? Sao cậu ấy có thể biến thay quái vật được cơ chứ? Chắc chắn cậu ấy bị thấy lực hắc ám xâm nhập nên biến đổi gen rồi. Tiêu diệt nó, cứu cô ấy ra. Để cô. Có sao không? Đâu sao, con quái vật này mạnh quá. Tìm đi miếu của hắn đi. Được. Đã tìm thấy rồi, bắn vào đầu hắn. Thành công rồi. Mà chưa, chúng ta phải biết người đứng sau vụ này là ai. Let's go. Sao ngươi ở đây? Vô dụng. Đứng lại ngươi, không còn giá trị gì nữa rồi. Đau đau người tôi với Yuri đánh nhau với cậu mấy trăm điểm vậy. Ui, cái gì? Thôi, có chuyện qua rồi, cứ ra về thôi. Đi, đi về thôi. Cậu ơi, mấy cậu nhá. Ok.